Chào các em, trong video này chúng ta giải part 3 phần 3. Các em nhé, phần này có 6 câu hỏi và phần này là những cuộc hội thoại, chúng ta hãy chọn đáp án đúng. Read the text and choose the best answer. Em hãy đọc các đoạn văn và chọn đáp án đúng nhé. Example, ví dụ. Sure, how are you today, Peter? Hôm nay bạn khỏe không, Peter? Peter trả lời, it's very good, rất tốt. B, fine, thanks, sure. Khỏe, cảm ơn bạn nhé, Jill. Và C là I'm 10, mình 10 tuổi. Như vậy đáp án phù hợp nhất để trả lời cho một câu hỏi thăm về sức khỏe là fine, thanks, Jill. Bây giờ chúng ta qua các câu hỏi, questions. 1, 2, I didn't see you last weekend. Mình đã không gặp bạn, mình đã không thấy bạn vào cuối tuần trước. Câu này em thấy có chữ last. Trong từ last weekend, tức là tuần trước, là thời gian ở trong quá khứ. Và có didn't see là đã không nhìn thấy. Đây là thì quá khứ đơn, diễn tả sự việc xảy ra trong quá khứ. Và các đáp án Peter A. No, we went to my aunt's house. Không, chúng mình đã. Chúng ta có từ go là đi và went là đã đi. Chúng mình đã đi đến nhà của cô mình. B. Yes, I'm going home. Vâng, mình đang đi về nhà. Cấu trúc chủ ngữ cộng với be cộng với động từ thêm đuôi in là diễn tả sự việc đang xảy ra hoặc là dự định trong tương lai. Và câu C là no, we go to the supermarket. Không, chúng mình đi đến siêu thị. Thì câu này diễn tả sự việc xảy ra trong hiện tại. Vậy thì trong 3 câu chỉ có câu A là diễn tả đúng sự việc xảy ra trong quá khứ. Nên chúng ta chọn đáp án là no, we went to my aunt's house nhé. Câu số 2. 2. Did your sister go with you? Bạn gái của bạn có đi với bạn không? Did là trợ động từ để hỏi về quá khứ. Còn do là trợ do hoặc là does là trợ động từ để hỏi trong hiện tại. Ở đây thì người ta dùng did. Mình dịch là chị gái của bạn đã đi với bạn chứ? Hoặc là có đi với bạn không? Nhưng mà hàm ý chỉ quá khứ nhé. Câu A, no, she hasn't got one. No, không, hasn't got. Đây là cái cách nói của người Anh. Từ has got bằng với từ have. Has này các em nhé. B, no, she went with us. Không, chị ấy đã đi với chúng mình. Và C, no, she couldn't go. Không, chị ấy đã không thể đi. Chúng ta chọn đáp án là C nhé. Là không, chị ấy đã không thể đi. Còn câu B là không, chị ấy đã đi với chúng mình thì sai về nghĩa. Câu hỏi là có đi không? Trả lời không. Nếu không thì không thể nào là đã đi cùng với chúng mình được. Câu số 3. Has your aunt got any children? Là cô của bạn hoặc là dì của bạn có any children? Any là bất kỳ và children là con cái, những đứa nhỏ thì mình dịch là con cái. Cô của bạn có người con nào không? Peter A. Yes, she is. B. Yes, she's got three. Có. Dì ấy có ba người con. C. Yes, she was. Vâng, đúng vậy. Trong câu hỏi dùng từ has got thì câu trả lời cũng có has got. She's là viết tắt của she has các em nhé. Chúng ta chọn đáp án là B. Câu 4, sure, where does she live? Câu này có nghĩa là dì ấy sống ở đâu? Peter A, in the country, là ở nông thôn. B, in the river, ở sông, ở ngoài sông. Và in the mountain là ở trên ngọn núi. Thì nếu mình muốn nói là sống ở vùng núi thì mình phải dùng là mountains này các em nhé. Còn mountain này thì không phù hợp, nên đáp án của chúng ta là in the country. Câu số 5. Can I come with you next weekend? Mình có thể đến với bạn next weekend là cuối tuần sau. Cuối tuần sau mình có thể đến với bạn không? Có thể đi với bạn không? Peter trả lời A. No, I can't come. Không, mình không thể. B. No, okay then. Oh, okay then. Oh,
được chứ? C, yes, you do. Vâng, bạn có thể. Thì câu này dùng từ can để hỏi. Và có nghĩa là mình có thể đi không? Thì mình trả lời là hoặc là bạn có thể đi hoặc là bạn không thể đi. Thì không thể dùng cái chủ ngữ là I ở đây nữa. Và yes, you do thì không đúng vì câu hỏi dùng can thì câu trả lời cũng phải là can. Yes, you can thì là đúng. Nhưng yes, you do thì sai nhé. Như vậy đáp án phù hợp nhất là oh, được chứ. Chúng ta qua câu số 6. Oh, I must go home now. Oh, bây giờ mình phải về nhà rồi. Must là phải và go home là về nhà và now là bây giờ nhé. A, good evening, chào buổi tối. B, okay, bye. C, wow, hello. Thì Peter đáp lại là được, tạm biệt bạn. Còn good evening là chào nhau khi gặp gỡ vào buổi tối. Và wow, hello là cũng là chào nhau khi gặp nhau. Nên mình chọn đáp án là B các em nhé. Như vậy là chúng ta đã giải xong part 3. Cảm ơn các em đã đồng hành cùng cô. Và hẹn gặp lại các em trong các phần kế tiếp nhé.